Yay, bài hát yêu thích của mình. Aha. Không, nhìn kìa, tiên cá tòi rồi. Chúng ta phải gọi cảnh sát. Xin chào, giúp tôi với. Ôi không, ai đó phải chịu trách nhiệm. Tôi á, không đời nào. Này, đừng nhìn tôi. Được thôi, là cái đứa mặc đồ đen ấy. Không phải tôi. Điều xảy ra ở đây thật khủng khiếp. Thủ phạm đâu? Chỉ là tiên cá bình thường thôi mà. Ai muốn hại cô ta chứ? Để xem nào. Cô ấy giấu cái gì? Ôi! Chà, điện thoại. Vụ án sẽ sớm được phá thôi. Bị khóa rồi. Giúp tôi chút nhé. Ôi trời, công nghệ. Có gì không? À, quá tệ. Thôi kệ đi. Mình đành phải làm theo cách cũ vậy. Bất kỳ dấu vân tay nào cũng hữu ích. Và vừa hay có một cái. Đây rồi. Vân tay mới là hữu ích nhất. Mọi cảnh sát giỏi đều biết thế. Giờ phải giữ nó an toàn. Hoàn hảo luôn. Và để mang theo đi điều tra, mình cần bản in ra. Đó. Được rồi. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Keo là thành phần kỳ diệu ở đây. Được rồi, sẵn sàng chưa? Giờ thì tất cả đều là của mình. Giờ. Được rồi. Để xem nào. Bingo. Ai gửi tin này? Omni. Đúng thứ mình cần tìm. Xin chào. Anh cảnh sát, chuyện gì thế? Là cô phải không? Để tôi giải thích. Tôi đang rửa tay trong phòng tắm. Tự nhiên ở đâu ra con nhện khổng lồ. Tôi đành giết nó luôn. Tôi định viết thế trong tin nhắn. Nhưng điện thoại hết pin trước khi tôi nhắn xong. Chắc chắn, đáng lẽ tiên cá sẽ nuôi nó. Ồ, bé ngoan. Eo, kinh quá. Mày, xuống ngay. Nó chết chưa nhở? Rồi nó chết thật. Được rồi, cô tạm được tha. Ồ, vâng, cảm ơn anh. Chắc chắn phải có manh mối khác. Xin chào. Nào, phải có gì đó chứ. Toàn vây cá lạnh ngắt. Chờ đã, gì thế này? Một manh mối khác. Một lá thư. Nhưng thế nghĩa là gì? Kính lọc màu đỏ sẽ cho mình biết. Ken là của tôi. Một tình yêu tay ba. Cô đến đây ngay. Có chuyện gì vậy? Tại sao cô không khai từ đầu? Oh, tôi chưa hiểu. Dùng kính này đi. Ken là của tôi. Anh nghĩ tôi viết cái này sao? Để tôi giải thích. Tiên cá và Ken đang nói chuyện. Và tôi không thích thế. Thế nên tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Dù thế nào, Ken là của tôi. Thế mới rõ ràng. Ôi, chào Barbie. Chắc mình phản ứng hơi quá. Thôi kệ đi. Coi như chưa có gì nhé. Chào em yêu. Cái đó là cho anh à? Không, là rác. Oh yeah. Hả? Tin nhắn bí mật sao? Cái này là sao vậy? Ồ, là Ken. Mình sẽ giữ cái này. Thấy chưa? Đưa tôi. Cô về được rồi. Bye. Chúng ta trở về điểm xuất phát. Khoan, mình chưa kiểm tra miệng cô ấy. Để xem. Vào việc thôi. Dụng cụ sẵn sàng rồi. Dễ dàng. Đây rồi. Đây là cái gì vậy? Thêm chút nữa. Hoàn hảo. Chừng đó là đủ rồi. Giờ thì đến phòng thí nghiệm nào. Nhưng ai sẽ là nghi phạm tiếp theo? Wednesday. Xem nào. Xin chào. Mời vào. Anh muốn gặp tôi à? Cô cho tiên cá ăn cái này à? Phải không? Nếu anh muốn biết thì đúng.
Nhưng nghe đã, mọi chuyện như thế này. Chào Wednesday. Xin chào. Wow, trông ngon quá. Tôi đã bảo cô ấy lấy chúng. Cảm ơn. Không có gì. Cô ấy ăn ngấu nghiến hết luôn, không sót lại mẩu vụn nào. Ngon quá. No quá. Bài mình thích này. Chuyện là thế đấy. Chính là cô. Hả? Không bị đầu độc. Thú vị đấy. Tôi đã nói mà. Đây là đâu? Wow. Chào mọi người. Vừa rồi buồn ngủ quá, xin lỗi làm mọi người hiểu lầm. Tự nhiên thấy mệt ngang. Thật đáng tiếc. Đừng có làm quá lên thế. Chắc uống nước là hết thôi. Khỏi cảm ơn. Chà. Giờ sao? Khó xử thật đấy. Phí hết cả tài năng công sức. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Nhìn này, tớ lau nhà theo nhịp hẳn hoi nhá. Màu xanh lá pha xanh dương có 7 chữ cái à? Xanh mỏng két. Tới công chuyện rồi, giờ ăn trưa đã đến. Và hình như tụi nhóc ấy đang đói lắm rồi thì phải. Ôi má ơi, các lão Trư kìa. Khoan khoan, sao vội thế? Dù bạn là kiểu học sinh gì thì bữa trưa luôn là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày nhở. Sẵn sàng chưa chị em? Chắc là rồi. Sợ quá đi. U là trời. Đừng lo, có đủ khoai tây hầm cho cả trường cơ mà. Chứ còn gì nữa. Tớ đói như con sói luôn. Các cậu chưa bao giờ ăn trái cây à? Món này ngon quá má ơi. Thôi lông lá tí thôi. Vỏ trái cây bổ muốn chết. Ngon tuyệt. Gì vậy? Có sao đâu, đừng để ý. Tớ thưởng thức món ngũ cốc đây. Nhưng coca mới là món chính của tớ. Xin chào sủi bọt. Hả? Nhìn cậu ta ăn kìa. Xong xuôi, chúc tôi ngon miệng. Miếng đầu này... Gì vậy? Có gì đâu. Hầm quá đi. Chó chê mèo lắm lông à. Món khoai này đúng là bá cháy. Nhìn kìa, Jack tới. Cậu ấy đẹp trai dã man. Mái tóc kia mới tỏa nắng làm sao. Mấy cậu khỏe không? Chào Naomi. Chào cậu. Này, tối qua cậu có xem phim không? Mình cá là hai đứa mình sẽ đẹp đôi lắm. Ăn thêm Skittle không bé cưng? Này, tớ yêu cậu lắm, Jake. Ai cũng có quyền mơ ước mà. Cơ mà, hai cậu ấy làm cái trò gì vậy? Mình phải ngồi ở đây chứng kiến nữa. Ấy đừng, đừng hôn. Ôi má ơi, họ làm thật kìa. Cậu ấy bị sao thế? Tớ bị nghẹn khoai. Thế đến đâu rồi nhở? Mình sẽ mãi là kỳ đà thôi. Buồn quá đi. Còn món gì tuyệt hơn gà chiên chứ? Chào gái, ổn không? Tớ đang muốn giảm cân nên chỉ dám ăn xà lách thôi à? Món gà chiên ấy trông đã cái nư ghê. Có cả khoai tây chiên kìa. Bị chán nòm. Ước gì mình cũng được ăn như vậy. Ôi trời, mình đang chảy nước miếng à? Ủa, cậu muốn ăn gà sao? Nhưng tớ đang ăn kiêng ý. Hiểu rồi. May mà tớ không cần giảm cân. Đúng là trả tấn mà. Hay là cứ xem cậu ấy ăn để tưởng tượng ra mùi vị của gà nhở. Vẫn còn một chút này. Phái phái chảy nước miếng. Gì vậy? Nào mì ổn không thế? Là mình thấy hết ngon rồi.
Ôi không, đừng uống bạn ơi. Phải kiếm chỗ nôn thôi. Nào, mau mau. Mắt không thấy thì tim không đau đâu. Ai vừa rót thêm hả ta? Các em phải chú ý cho kỹ vào đấy. Sao cả lớp lại ăn uống trong này? Không thể chấp nhận nổi. Bỏ vào cái thùng cho tôi. Vâng. Còn nữa. Cô lấy đi. Cứ lấy cả đi ạ. Cô hài lòng chưa ạ? Bỏ vào thùng nào em này. Mong là các em đã học được một bài học. Giờ học bài tiếp nào. Cứ như thể cái lớp này chưa đội sổ ấy. Cô ơi, em vào nha. Thôi thì muộn còn hơn không. Ê này. Đói hen. U là trời, cậu mang nhiều món ngon vậy mà. Tớ đang cực kỳ quan tâm đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng nhá. Gì vậy nè? Tớ cũng muốn tham gia đường dây đồ ngọt này. Có chuyện gì thế kia? Ôi trời, em lại bán đồ ăn đấy hả? Tôi biết ngay mà. Lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi. Nhưng em phải nộp hết ra đây cái đã. Dạ đây thưa cô. Ôi thần linh thiên địa ơi. Cơ mà một tí quả vặt chắc cũng không sao đâu nhở. Cô có nhiều tiền chưa kìa. Đợi tí. Em cầm cả đi. Hôm nay may vậy ta. Em cảm ơn. Biết vậy mình đã mang theo cái túi. Lúc nào cô cần thêm cứ alo em một tiếng nha. Naomi hành nghề bán kẹo hở. Ổn áp. Giờ nhanh cái chân lên. Nhìn kìa, đoạn tớ thích nhất đã. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Trời ạ, thằng cứ tung cả rồi. Này, cậu làm bim bim bám vào mặt tớ đây. Ôi, xin lỗi, ăn không, vẫn còn ngon lắm. Này, cậu không tin nổi Kevin nói gì với tớ đâu. Ừ, cuối cùng cậu ấy cũng mời tớ đi chơi. Cứ, lỗi tớ. Dính cậu rồi sao? Ướt nhẹp rồi. Khăn giấy nè. Khăn tắm thì hợp lý hơn đấy. Tớ thèm burger từ sáng đến giờ luôn. Cứ. Bánh của cậu mới phát nổ à? Sao cậu lúc nào cũng gặp chuyện thế? Ủa, có ai không? Mình có thể an yên ngồi uống rồi. Oh, chào gái, xin lỗi vì tới trễ nha. Cậu ổn không nhỡ? Lại nữa rồi. Khoan, nước ngọt hả? Không, đừng có động thủ. Để tớ bật cho an toàn. Phủ. Của cậu này, khủng hoảng đã được ngăn chặn. Thì tại cậu may thôi. Cô trả bài này. Đùa hay sao vậy? Hay là mình thử đổi điểm? Không xóa được, phải làm gì bây giờ? Ép á? Hay là mình cạo ra nhờ? Bực cả mình. Ok, nghĩ đi. Có cách rồi. Mình chỉ cần súng bắn keo và keo nến. Phun một chút keo vào một đầu này. Rồi ấn xuống mực là xong. Giữ nguyên đó trong vài giây nhá. Và bong ra rồi này. Mình đúng là thiên tài. À cũng không hẳn. Nhưng kệ, viết điểm mới này. Mình xứng đáng điểm A mà. Nhìn em ấy cưng. Cậu thông minh thế. Khỏe khoảng thế ớn. Lần sau nhớ nhắc bài cho tớ đấy. Từ từ, cậu có biết hôm nay có bài kiểm tra không? Ai mà nhìn mờ ám quá vậy? Bán phao giá xỉ đây. Toán, tiếng Anh, câu hỏi trắc nghiệm. Bán cho em đi. Tiền đâu là đầu tiên. Tất nhiên rồi. Để xem em có gì đây.
Chỗ này chắc đủ rồi ha. Của em đây, mũ hộp thời trang có đáp án nhé. Wow, tuyệt cú mèo, em cảm ơn. Lại một khách hàng hài lòng nữa. Chị ơi, chị giúp em nữa nhé. Với phong cách này á, chị có phép thuật Wings Enchantix đâu. Thì thố không còn đáng sợ nữa. Đây là cục tẩy thông minh nhất trên thị trường đấy. Học hành làm gì nữa. Mình cũng cần phải mua phao mới được. Mình nhớ là có kẹo trong người. Chỗ này chắc không mua được nhiều. Chị ơi, bán phao cho em với ạ. Được cười quá đấy. Lượn đê. Chuồn kiểu ninja này. Làm lố. Chán đời, mình phải làm sao bây giờ? Chờ chút, mình mới nghĩ ra cách này. Cũng đáng thử mà. Mình sẽ đặt ốp lưng lên màn hình và có thể dễ dàng lướt đáp án rồi. Sẵn sàng rồi này. Nghiêm túc mà làm bài đi, đừng có hòm gian lận. Phải giấu ngay thôi. Để xem máy quét phao nói gì nhé. Không ổn chút nào. Cô biết ngay mà. Gian lận, viết phao vào tẩy à? Lắm trò quá nhở. Mình sẽ áp dụng trò này mỗi khi đi thi. Còn em, đang xem phao gì đây? Không ai qua mắt được máy quét phao đâu nhá. Dùng mũ để giấu đáp án à? Lộ rồi. Nãy giờ vẫn nuột kê. Cô giáo đang đến. Nhìn cô này là biết đang gian lận rồi. Làm ơn đừng biết. Hả? Máy chắc chắn hỏng rồi. Em có gian lận gì đâu ạ? Thế là tốt. Bó tay luôn. Ngủ đã mắt quá. Mấy giờ rồi ta? Thôi xong, muộn giờ học rồi. Phải tốc độ mới được. Thải quần áo cái đã. Woohoo! Chắc tại mình có quá nhiều đồ. Đầu túi. Thôi, cũng đỡ tốn thời gian. Con chào mẹ. Ăn sáng này con gái. Con đang mặc cái gì đấy? Hả? Con xin lỗi, con đi đây. Con mình lạ lùng thật. Ôi không, lại muộn rồi. Ngày nào cũng muộn là sao? Hai mẹ, con phải đi đây. Con bé mặc gì thấy ghê vậy? Con gái thì phải mặc đẹp lên xíu chứ. Phòng như cái ổ lợn ấy. Quần áo vứt khắp nơi thế này. Cái gì cũng đến tay tôi là sao? Nhưng mà mình có cách này hay rồi. Mình sẽ bỏ hết quần áo ra và treo túi xếp đồ này vào. Trông gọn gàng hơn hẳn rồi. Mỗi ngày có sẵn một bộ. Xong, mẹ đã ra tay là ok hết. Dậy đi con yêu, đến giờ đi học rồi. Dạ, con đang mơ đẹp mà. Mau thay đồ đi học nào. Ta-da. Nhanh nào. Vâng, con dậy đây. Nhìn này, gọn gàng tinh tươm nhá. Ôi mẹ ơi, con nhìn thấy đủ loại quần áo luôn. Đã thế còn được xếp theo bộ nữa. Cách này hay thật đấy ạ, bộ này xinh quá cơ. Ôi thôi, muộn rồi. Con ngốc thật đấy. Đi học vui nhá. Con cảm ơn, mẹ là số 1. Unicorn của riêng mình. Xinh ghê. Nhưng cần thêm màu sắc nữa. Mình để bút ở đâu ta? Ôi thôi, thế là xong rồi. Mực ra đầy tay rồi. Thế này sao mà vẽ được nữa? Mẹ ơi! Sao thế con yêu? Bút của con này. Ôi bé cưng, không sao đâu. Mẹ đã có cách rồi. Để mẹ lau hết mực đã nhé. Không thể để tay bẩn được. Thử lau cặp xem nào. Không ăn thua gì. Khoan đã, để mẹ mua cặp mới cho. Mẹ lấy điện thoại đã. Wow, cái ba lô này đắt dã man con Ngan. Không sao, mẹ lo được mà. Để mẹ đếm xem còn bao nhiêu tiền nhé. Con biết mà, nhà mình làm gì có tiền chứ. Còn bé buồn là mình cũng buồn quá. Mà chờ chút, mình có cách khắc phục rồi. Biết đâu lại ổn. Để che vết mực, bạn chỉ cần vải nỉ có màu thôi. Cắt vải nỉ thành các phần unicorn. Bôi keo vào từng phần. Nhớ bôi kín phần vải nỉ nhé. Rồi dán mảnh đó lên cặp. Làm tương tự với các mảnh còn lại để xếp thành hình con kỳ lân. Cuối cùng cũng che được vết mực. Phải vẽ cả mắt nữa nhé. Và unicorn nào cũng có lông mi tuyệt đẹp. Đúng là phép màu mà. Con yêu ơi, con vui lại chưa?
con lau sạch mực ở tay rồi ạ. Nè, mẹ làm cho bé đây. Wow, cặp sách unicorn. Con thích lắm ạ, cảm ơn mẹ. Không có gì đâu. Đẹp lắm luôn ạ. Mình biết câu này. Đúng rồi. Hả? Chán chưa? Gãy sử bút chì rồi. Chuẩn rồi, mình cần đồ gọt bút. Lén lấy mượn tạm vậy. Cậu làm cái gì đấy hả? Của tớ mà. Ghen tị à? Nhìn này, gọt phê lắm nhớ. Thôi thôi đồ lập dị, chả thèm nhớ. Mình bỏ gọt bút của mình ở đâu nhở? Không. Có gì dưới này không? Chỉ một đống bã kẹo thôi. Phải làm sao bây giờ? Áo, có gì trong giày ấy nhở? Gì đấy ta? Gọt bút này. Biết ngay là mình cất nó ở nơi an toàn. Giày của mình có mùi hả trời? Hôi nhức cả đầu. Thôi, có gọt bút là được rồi. Chờ chút, mình nghĩ ra ý hay này. Mình chỉ cần bã kẹo thôi. Chuẩn rồi, kiểu gì cũng hiệu quả. Mình sẽ gắn bã kẹo lên nhẫn, rồi dính gọt bút vào đó. Chẳng còn lo bị mất nữa rồi. Nè nè. Wow, nhìn chất như nước cất nhở. Lại còn cực tiện nữa. Giờ mình có thể hoàn thành bài rồi. Luna ơi. Đừng làm thế. Hay. Được rồi, lại đây nào. Ngồi ngoan để chị làm bài tập về nhà nhé. Vâng ạ. Em sẽ vẽ tranh. Ngoan lắm. Wow, bé vẽ đẹp ghê nha. Em vẽ nhà đây. Gần xong rồi. Chị cũng thế. Luna ơi. Em làm gì đấy hả? Không phải em đâu. Vẽ hết vào vở chị rồi. Em xin lỗi. Nhưng cũng đẹp mà. Đẹp hồi nào. Bé nhìn đi. Chị phải làm gì bây giờ? Khoan. Có khi dùng mực ổn này. Đã đến lúc sáng tạo nghệ thuật rồi mọi người ơi. Đầu tiên, đặt một tờ giấy trắng lên vở. Sau đó lấy bút lông vẽ các họa tiết lên giấy. Hãy dùng nhiều màu cho thật sống động nha. Đẹp đó, nhưng chúng ta chưa xong đâu. Tiếp theo lấy một túi ni lông và đổ mực vào. Cẩn thận không bị ra ngoài nhé. Khi đổ xong, đóng kín túi lại và đặt túi lên trên quyển vở, rồi vuốt cho mực lan ra. Lấy vải nỉ và cắt viền cho quyển vở nè. Dán nó vào quyển vở và chơi vui nhé. Đây là một cách để giết thời gian lúc bạn chán. Ý hay đúng không nào? Em không làm gì cả, thật đấy. Nè, không sao đâu. Nhìn xem. Cho em ạ. Ừ, đúng rồi. Vui quá ạ. Phù. Nhìn nè, em vẽ nhiều hình đẹp lắm ạ. Cảm ơn Luna. Đây là phòng mới của mình. Trông có hơi tàn tạ nhưng mình đã có kế hoạch lớn. Mình sẽ đặt giường ở bên này. Còn tủ quần áo ở góc đó là chuẩn không cần chỉnh. Chỉ muốn thực hiện ngay và luôn. Cái gì vậy? Giàn rơi của tớ. Cậu là giúp việc à? Làm gì có ích đi. Cầm cặp này. Wow. Cậu cũng biết chọc cười đấy. Thôi mình phải đi làm móng gấp đây. Chưa gì mình đã thấy hối hận. Bỏ chân ra. Cậu đang dẫm lên bàn thiết kế phòng. Bất lịch sự quá. Đừng có làm thế nữa. Tớ sẽ cất kỹ không cho cậu đụng vào. Đã đến lúc trang trí phòng rồi. Trái tim dễ thương muốn xỉu. Chỉ cậu thấy thế. Tủm lum tủm la, phải dọn mới được. Phát khiếp luôn. Chúng ta cần bức tường trơn. Cậu ngừng lại có được không? Chả, cậu sẽ thích cho coi. Hiểu chứ, trái tim đây. Dễ thương quá. Dễ thương cái con khỉ khô. Tớ sẽ bóc hết ra. Không phải phong cách của tớ. Sáng bừng cả căn phòng luôn này. Không đâu, nhìn thấy ghê. Trái tim cuối cùng. Cậu làm gì vậy hả? Không thấy sao mà hỏi. Thế cậu không thích à? Tớ ghét đấy chứ. Ok. Tớ sẽ gỡ rèm ra. Cậu hiểu bước tiếp theo chưa? Phải chia phòng làm đôi.
cậu ở bên của cậu, tớ ở bên của tớ. Tớ cần trang trí phòng của mình. Tớ khéo tay lắm, chắc chắn sẽ đẹp. Đầu tiên tớ sẽ vẽ thân mình, và rồi sẽ vẽ chân. Đây sẽ là một chú nhện nhỏ dễ thương. Tiếp theo, tớ sẽ tô màu cho nó. Có nhện thì phải có mạng. Không hiểu sao việc vẽ vời này rất thư giãn nhé. Trang trí đá cho lấp lánh này, tớ sẽ dán lên khắp cửa sổ luôn. Đấy, chuẩn không cần chỉnh, cậu thấy thế nào? Trông hơi rủng rợn đấy, làm gì bây giờ? Khoan, mình biết, mình đã nghĩ ra ý hay. Mình sẽ dùng sơn móng tay để sơn cửa sổ. Nhìn xem, móng tay của mình luôn bóng lộn. Cửa sổ cũng sẽ như thế. Wow, thật sặc sỡ và tươi sáng. Nhìn khác bọt hẳn luôn đấy. Mê quá cơ. Mình có thể ngắm nhìn cả ngày và không hề có con nhện nào nhé. Ý là tớ sẽ đi sang bên này. Sao lại có người ngốc đến vậy chứ? Làm gì nữa đây ta? Đúng rồi, mình chỉ cần lấy một thứ. Rồi ạ, nó đâu nhỉ? Đây rồi này. Trước tiên mình sẽ cần thoa son môi. Môi xinh hé nụ cười xinh này, chu cả mo. Sẵn tiện luyện kỹ thuật hồn, một mũi tên trúng hai đích và biến đổi cả căn phòng. Vui quá đi, hy vọng môi mình không bị mỏi. Nụ hôn cuối cùng này. Wow, mình đã thử sơn tường xong. Xinh, nhìn xem đây. Yeah. Mở cặp ra, cậu biết phải làm gì mà. Cái này để sau. Không. Màu này rất nổi bật. Nếu mình còn sống thì chắc cũng sẽ có cảm xúc. Công việc của thầy mà không bao giờ kết thúc. Làm xong đói bụng muốn chết. Xong rồi đấy. Ok. Mua gì đó tốt nhé. Như nhân cách chẳng hạn. Rồi, cầm lấy. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Nhớ cho tôi xin cái đánh giá 5 sao nhé. Trong này có gì? Không thể dùng được. Cái này ở đâu ra? Đỉnh của chóp. Chắc chắn mình có thể dùng để trang trí phòng. Đúng thứ mình cần luôn. Mình sẽ treo vải lên trần nhà, tạo nét khác biệt đột phá. Giống như cầu vồng của riêng mình vậy. Tiếng gì vậy ta? Phát ra từ chiếc hộp sao? Chắc là chẳng có gì đâu. Thế nhưng mình lại nghe thấy. Nó là gì? Eo ơi, thấy ghê quá. Vứt rác sang đây thì cứ liệu hồn. Khoan, cái hộp đang chuyển động, có vẻ vui. Wow, ú là la, hôm nay là ngày may mắn của mình. Quá trời nhện, phụ kiện lý tưởng đấy. Sau đó mình sẽ rác bụi vàng. Hoặc sắp tiền, đẹp rồi đấy. Trông có hơi thất thường, nhưng tiền thì mình thích. Tiền khắp mọi nơi, quá trời luôn này. Và đó là con nhện. Mau biến đi. Nó đâu rồi, tôi ghét nhện. Bị cái gì vậy, mình lại thích có đàn nhện chạy khắp người. Mình vẫn cảm nhận thấy. Không ổn tí nào, nó ở đây. Chỉ có một cách duy nhất. Đây là tình huống khẩn cấp. Mình chỉ có một cách để bắt được con nhện. Tóm được rồi nhé, biến khỏi đây ngay và cấm quay lại. Có thế chứ. Mà chờ một chút, mình đã phá hỏng áo len ư? Mẹ đã tự đan cho mình. Mình vẫn còn quần áo trong túi. Không mặc được đâu. Được không ta? Biết đâu lại ok. Không, nhìn đã thấy cụt hứng. Còn gì ở đây nào? Lại thủng lỗ. Chuyện gì vậy trời? Sao áo nào cũng thủng lỗ chỗ vậy? Thất vọng quá, chán dã man. Chờ chút, mình không cần vứt chúng đi. Mình chỉ cần một vật sắc như móng tay. Tuyệt, bạn cùng phòng ồn ào. Vào việc thôi, vui quá đi. Tiếp theo mình sẽ cần kim chỉ. Bây giờ mình sẽ khâu các mảnh vải. Wow, đẹp chưa này? Tấm chăn theo phong cách vá, làm rực sáng cả căn phòng. Cảm giác thật ấm cúng. Ôi, áo len. Vẫn còn một miếng vải. Đó, sẽ chẳng ai biết đâu. Xong chưa hả? Nhìn gối mình lại có ý tưởng. Mình sẽ khâu chúng lại với nhau để làm một chiếc thảm mềm. Nhưng phải có ánh vàng mới hoàn thiện. Đó chính là điểm khác biệt. Đâu thì nằm lên thảm cũ mềm được. Gu của mình đắt đỏ lắm. Vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ nằm thử xem. Wow, thoải mái quá đi mất.
và mình thích lớp vàng này, cảm giác sáng chảnh hơn hẳn. Chờ chút, bông này làm được gì ta? Mình đã có kế hoạch lớn. Sởi, đơn giản như đan rổ, mình sẽ dán bông lên tường và dùng dây đèn LED để thắp sáng, trông y như những đám mây, thật kỳ diệu. Dần cảm thấy giống ở nhà rồi. Đã đến lúc mang giường vào, mình sẽ đặt ở ngay trong góc, rồi đặt thêm gối này. Xong rồi, đã hoàn thành nửa phòng mình, thật ấm cúng, giống như căn phòng trong mơ vậy. Mỗi thế mà bảo ấn tượng, cậu còn chưa thấy hết đâu. Tớ sẽ tháo đầu của bộ xương này ra, sau đó gắn đèn vào. Rồi đặt chụp đèn lên, bật công tắc lên nào. Đèn ngủ độc lạ. Mình sẽ đặt bên này, nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ cần một chiếc giường này, và rồi bàn và thảm nữa, phòng của tớ đây. Khá là thoải mái đấy, ok là. Tụi mình làm giỏi quá. Tớ thích phòng của cậu. Ừ, ở bên cậu cũng thế. Mình nên lấy sách vào lớp thôi, không muốn bị kỷ luật đâu. Phù, mệt dã man. Kevin kìa. Này, dạo này cậu thế nào? Chào. Ai vậy trời? Ôi trời ơi, cậu ấy vẫy tay kìa. Đợi chút, cậu ấy có hình gì trong tủ vậy? Mình đã nảy ra một ý tưởng. Tớ đi đây. Wow, tóc tai vuốt vuốt như soái ca. Mê đứ đừ. Cậu vẫn ở đây. Tớ sẽ không đi đâu cả. Đã đến lúc lột xác rồi. Đây là phong cách mà mình đang theo đuổi. Kiểu cô hề thanh lịch. Chắc là không khó lắm đâu. Bắt đầu từ trang phục này. Lục tủ quần áo xem sao. Chắc chắn phải có gì đó mình mặc được. Để kiểm tra nào. Không có bộ nào hợp. Khoan, gì đây? Một chiếc rất đỏ và xanh. Cũng mềm rồi. Sao mình còn chưa vứt nhở? Phải nghĩ cách khác thôi. Mà chờ một chút. Có hai ống bằng bìa cát tông ở đây. Dùng được này. Yeah, ok đấy. Mình sẽ lấy một cây kéo, sau đó cắt ống thành 3 phần, rồi sơn màu lên. Tiếp theo mình sẽ xếp chúng chồng lên nhau và dùng ghim để gắn chúng lại. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ gắn thêm nhiều ống. Vài cái nữa là đủ rồi. Giờ mình sẽ gắn một đoạn duy băng. Vậy là xong rồi. Vòng cổ dễ thương quá đi. Mình chỉ muốn đeo thử ngay luôn. Mình rất thích. Xoay gương xem thế nào nào. Mình thấy thật lộng lẫy. Hoàn hảo luôn. Ok, gì nữa nhỉ? Mình sẽ kiểm tra bức ảnh. Động não nào. Chiếc mũ. Có này. Đúng lúc cần. Khoan, không hợp lắm. Mình sẽ thử mũ khác. Xin chào. Yeehaw. Phong cách cowboy không hợp với mình. Nhìn xịn xò đấy. Nhưng có giống pony không? Không, chả giống tẹo nào. Tuyệt, làm rơi ảnh mất rồi. Chán quá đi mất thôi. Mình nhìn thấy rồi. Mình sắp lấy được nó. Một quả bóng bay. Nhưng nó bám bụi quá. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ đặt quả bóng bay ở đây. Sau đó mình sẽ lấy quần tất giấy. Mong là nó sạch. Dù sao thì việc này cũng quan trọng hơn. Mình sẽ nhét một quả bóng màu vàng vào một ống quần, sau đó dán lại bằng băng dính. Phải đảm bảo là đã quấn chặt. Mình sẽ làm tương tự ở phía bên kia. Sau đó mình sẽ bỏ bóng bay vào trong. Mình cần kéo nó xuống tận cuối luôn, cẩn thận để không làm vỡ. Sau đó mình sẽ nhét bóng bay màu đỏ vào và cứ thế đan xen hai màu, nhét đầy cả hai ống quần thế này này. Cái bụng quá đi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Gương đâu rồi nhỉ? Để xem trông mình như thế nào. Vẫn chưa hoàn thiện lắm. Mình cần phải trang điểm nữa. Đây là lúc sử dụng hộp làm đẹp. Nó không bao giờ làm mình thất vọng. Bảng phấn yêu thích của mình này. Các màu đều rất tươi tắn. Mình phải bỏ mắt kính ra. Sao cái gì cũng màu vậy? Nhưng mình làm điều này vì Kevin. Cũng xứng đáng mà. Bắt đầu thôi, chắc không khó lắm đâu. Chấm một ít ở đây, rồi đổi sang màu khác và đến môi này. Màu này ổn đấy, mình muốn làm nổi bật đôi môi. Kevin sẽ không thể cưỡng lại được. Háo hức xem thành quả đê. Mình sẽ giống như người mẫu. Nhìn mình như con ma ấy. Không công bằng gì cả. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình thế này? Mặt nạ ở đâu ra vậy? Mình không cần nó. Thế là có nhỉ? Nghĩ ra rồi. Mình sẽ đặt mặt nạ lên bàn.
sau đó vẽ lên nó. Đầu tiên vẽ quanh đôi mắt và cái mũi. Ok là. Rồi đến phần tiếp theo, mình sẽ cắt chúng ra. Chỉ cần cắt theo đường vẽ, cứ làm thông thả thôi, không cần cái này. Rồi mình sẽ đặt đất sét lên phía trên và nhấn cho khít với mặt nạ, phủ lên toàn bộ bề mặt, vuốt cho mịn đất sét. Mình muốn một lớp đều. Ok là rồi đấy. Và sơn cho nó. Bắt đầu với sơn màu trắng. Điều này kể ra rất thú vị, cảm giác thật thư giãn. Nó sẽ trở thành kiệt tác. Khi sơn khô, mình sẽ lấy sơn màu đỏ và tô lên hai má. Mình rất thích màu này, ai cũng thích má hồng dễ thương. Mình đã chuẩn bị rất nhiều đất nặn. Mình sẽ nặn nó thành một dải dài, sau đó gắn hai đầu lại với nhau. Mình sẽ nhấn tay vào để nó dính chặt. Lấy thêm đất sét này và gắn các miếng này lên trên, khoảng 3 miếng nhá. Rồi đặt nó lên mặt nạ. Mỗi mắt là một hình tròn nha. Sau đó gắn thêm miệng. Tiếp theo mình có một tờ giấy lưới. Mình cần cắt ra một hình tròn. Mình đã vẽ một hình tròn nhỏ hơn lên đó. Hãy chia đều thành 6 phần. Mình sẽ sơn 3 phần màu đỏ và 3 phần kia màu xanh dương. Mình sẽ đặt cái này vào lỗ mắt và dán cố định. Chỉ cần làm tương tự với mắt kia. Mặt nạ hoàn tất rồi đấy. Wow, ôi là trời, đang có chuyện gì vậy? Chuyện này khó tin thật. Đeo mặt nạ thôi. Wow, không đời nào. Thật không thể tin nổi. Cuối cùng cũng xong rồi. Háo hức quá đi mất. Đợi đến khi Kevin nhìn thấy. Đã đến lúc vào lớp. Wow, là cậu thật sao? Chào đằng ấy. Hình như anh đã yêu. Em thật lộng lẫy. Hẳn là anh đang mơ. Ồ, anh thật dễ thương. Nhưng không phải mơ đâu. Em có thật 100%. Cách này quả thật rất hiệu quả. Đã đến lúc chốt kèo. Mình sẽ hất mũ. Anh ấy không cưỡng lại được đâu. Thì mình đang đập thình thịch. Bất ngờ chưa? Tớ nè Annie. Hả? Annie? Cậu làm tớ bất ngờ quá. Này, đợi tớ với. Annie. Hôm nay vui ơi là vui. Mình có người bạn thân mới. Háo hức kể. Ơ, em đâu rồi? Chỉ có một đáp án thôi. Jake. Không, đặt cây bút xuống. Anh đã biến hình cho búp bê. Nhìn hợp lắm. Sao anh dám? Lêu lêu. Sao anh ấy dám làm thế cơ chứ? Nhìn em kìa. Em nhếch nhác quá. Khoan đã, mình có thể khắc phục chuyện này. Bắt đầu thôi. Cởi bộ quần áo rách dưới này ra. Jake đã làm gì với em vậy? Thấy ghê quá đi. Cho vào thùng rác thôi. Mình sẽ cố gắng lấy hết slime ra. Kinh quá. Nó siêu dính luôn ý. Xong rồi, sạch thôi nha. Giờ thì cọ rửa cho em nào. Nằm im nhá, da em sẽ trở nên rạng rỡ. Còn phải chà cho sạch mặt mèo này. Có nhột không? Nhìn chị đi, chị biết mình đang làm gì mà. Rồi lau sạch sẽ. Ghen tị với em luôn. Chị cũng thích được chăm sóc làm đẹp. Giống như đi spa vậy. Chưa gì em đã xinh hơn hẳn. Nhưng chưa dừng ở đó. Chúng ta cần một bộ trang phục mới. Bộ này xinh ghê ấy. Nó quá bự. Biết rồi này, chị sẽ chỉnh sửa một chút. Cắt ở đây và ở đây. Wow, đẹp quá đi mất. Một bộ đồ mini. Thật dễ thương. Chị sẽ mặc thử cho em. Mong là vừa. Có vẻ ổn đấy. Wow, vừa như in. Em rất hợp với các màu này. Chúng ta phải xử lý cả mái tóc nữa. Tóc vàng hoe. Ngồi đây nhá. Vì không thể đến salon nên mình sẽ mang salon về nhà. Đeo vào này. Chị không muốn làm hỏng quần áo của em đâu. Bắt đầu được rồi. Trước tiên chị sẽ chải tóc. Chải cho thật mượt và thẳng. Thư giãn nhá. Em chỉ cần tận hưởng thôi. Mình cần thuốc nhuộm tóc. Mình sẽ đổ dầu xả vào một cái bát và nhỏ thuốc nhuộm màu đỏ vào. Chừng đó là đủ rồi. Rồi khuấy đều hỗn hợp lên. Xong rồi này, bắt tay vào việc thôi. Chị sẽ đặt giấy bạc dưới tóc em. Sau đó thoa thuốc nhuộm tóc. Cố gắng phết kín luôn nhá. Rồi gói tóc vào giấy bạc. Nó sẽ giúp khóa màu lại. Đổi màu thế nào. Chị sẽ nhuộm màu xanh dương ở bên còn lại. Màu này đẹp dã man. Và gấp miếng giấy bạc lại. Giờ thì chờ đợi thôi. Nè, thế là đủ lâu rồi. Xả tóc cho sạch nào. Nước dễ chịu không? Nước ấm chứ. Tốt, chuẩn bị xem kết quả này. Wow, chiêm ngưỡng đi. Sấy khô nào. Gió thổi tóc tung bay. Nhìn em thật lộng lẫy. Ok, chắc là khô rồi. Chị sẽ chải cho mượt. Mái tóc cháy phố nhất 2024. Ok, giờ tạo kiểu thôi. Chị sẽ búi tóc hai bên cho em. Xoắn lại này. Sau đó lấy dây buộc tóc.
và buộc một vài vòng. Ui quá đi mất thôi, mình nên mở salon búp bê. Mình có thể trở thành chuyên gia, vậy là xong xuôi rồi. Mình cứ như nghệ sĩ. Để chị ngắm em nào. Wow, đẹp tuyệt vời. Mà chờ một chút, giày của em đâu? Không ổn chút nào. Để chị nghĩ cách coi. Này được này. Mình thích đôi này. Đeo vào đi. Nhưng mà nó không phù hợp với trang phục. Làm sao bây giờ? Có cách rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Chị cần lấy một thứ. Súng bắn keo. Chuẩn không cần chỉnh. Đợi nhá. Ok, đừng cử động. Chị sẽ phun keo lên bàn chân. Phủ kín luôn này. Chị muốn tạo một cái khuôn và làm tương tự ở chân kia. Ai mà đi một chiếc giày ha. Rồi cẩn thận gỡ khuôn ra, sau đó cuốn băng dính vào để khóa chặt lại như thế này này. Giờ thì tô màu thôi. Chị sẽ dùng sơn móng tay màu vàng. Chỉ tô phần trên thôi nhá. Rồi đợi cho sơn khô lại. Bây giờ chị có thể tô nốt chiếc bút. Sơn màu đỏ vào mặt bên này. Wow, màu tươi ghê. Tiếp theo, lật ngược chiếc giày lại. Rồi đổ đầy kim tuyến vào. Chúng ta ai cũng thích lấp lánh mà. Vậy là đủ. Chị sẽ dán băng dính vào đây. Nhấn xuống để đóng chặt lại và làm tương tự với kim tuyến màu xanh. Wow, giày thiết kế này, đẹp quá đi. Ước gì mình có một đôi, mê mẩn luôn. Kiểm tra bức ảnh nào. Vậy là hoàn thiện hết rồi. Mũ, quần áo và giày, check. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Găng tay. Không sao, mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ cắt phần đuôi của bóng bay vừa đúng cỡ luôn này. Và đeo vào tay búp bê, vừa như in luôn. Từ từ kéo lên cánh tay. Chị muốn em trông thật tươm tất. Mình sẽ phun keo vào. Mình sẽ cần rất nhiều keo đấy. Sao cho phủ kín bàn tay. Chỉ cần đợi cho keo khô lại. Mình sẽ cẩn thận cắt một đường trên keo. Đừng cử động. Như vậy sẽ kéo ra dễ hơn. Mình sẽ gắn một cái que và keo vào tô màu xanh dương. Làm cách này dễ hơn nhiều. Sau đó mình sẽ sơn mép màu vàng. Đây là cổ găng tay. Lại để khô này. Rồi lấy chiếc que ra. Đeo găng tay vào nào. Găng tay màu xanh nè. Và đây là găng tay đỏ. Wow, trang phục đã hoàn thiện. Nhưng mà phải kiểm tra lại bức ảnh. Mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Wow, y như hai giọt nước ý. Woohoo. Được rồi, cứ làm theo đi. Thấy cánh tay tớ di chuyển chứ? Oh, ok. Phải, trái. Đưa tay phải lên trên thế này. Chả ăn thua gì. Thôi đi nào. Sao cánh cửa lại khóa vậy? Và có ai lường trước được việc này cơ chứ? Nhanh nào, mở ra đi. Chúng tôi muốn ra ngoài. Có vẻ chúng mình bị mắc kẹt rồi. Mình có vài việc cần làm đấy. Và chắc chắn là không phải việc nhẹ nhàng rồi. Băng dính. Chắc là dùng được đấy. Để xem có thể kéo dài tới đâu. Xong. Wow, ok, bên tớ và bên cậu. Khoan đã. Phải, của cậu tất đó. Tớ chỉ cần một chiếc giường thôi. Thật luôn. Sang giúp tớ với. Sao cũng được. Cái đó quá gần tớ. Ủa, gì vậy trời? Gì, đang giúp này. Không thấy hả? Chắc vậy. Thôi kệ đi, đành phải tự làm một mình vậy. Phủ, cái này nặng dã man luôn. Ôi, có gì nè. Wow, dùng được đấy nhỉ. Chưa gì mình đã thấy ấm áp hơn. Cái hộp. Hộp nào? Làm tốt lắm. Mấy bức tường này xấu mủ. Điều mình cần làm là sơn một lớp này. Bây giờ chọn màu nào đây ta? Màu vàng thấy không hợp lắm. Còn đen, mình biết có người sẽ thích lắm. Khỏi khách sáo. Đây đúng là màu của mình này. Dễ thương xỉu luôn. Nhìn đi nè. Màu hồng thấy muốn ói ấy chứ. Mình cần làm gì đó để khỏi phải nhìn. Và có ngay đây rồi này. Quả là máy ảnh xịn sò. Dù sao thì. Hả? Thôi khỏi. Này. Chả quan tâm. Ôi thì. Thật ra cái này cũng được đấy. Mình chỉ cần cắt vài đường là được. Hoàn hảo. Và giờ đến phần siêu vui nhộn này. Nhúng vào này. Và rồi ấn xuống. Chẳng mấy chốc mà căn phòng sẽ đầy trái tim. Wow, thấy mê luôn đấy. Ừ, mê quá cơ. Eo. Mình sẽ lại thích màu tối thật tối cơ. Và có chân.
Ta-da! Chuẩn không cần chỉnh luôn, cứ ở đó chơi nhé. Mình sẽ thêm một vài người bạn nữa. Nhìn cháy khét lẹt luôn. Đó, xong cả rồi. Cảm giác thật yên bình nhỉ, cậu thích không? Eo ơi! Và trở lại với hình dạng ban đầu. Bát này. Hả? À, nhện! Wow, wow, wow. Chúng ta có gì đây nào? Cậu có muốn nhìn không? Hình như là dây đèn đấy. Xin chào, xin lỗi. Nhưng vẫn ổn cả. Này, có chuyện gì thế này? Tôi không thấy cậu ở đó. Đèn tắt rồi. Không hiểu bị sao vậy nhỉ? Thử tìm bên này xem có công tắc không. Cậu có nhìn thấy gì không? Chuyện gì vậy? Xin chào. Cậu làm gì dưới đó vậy trời? Ôi giời ơi. Cậu định cứ đứng lù lù đấy à? Mà chờ một chút. Tớ nghĩ ra một ý này. Đầu tiên lấy một chiếc cốc và phun chút keo nóng vào trong. Rồi lấy dây kim loại này và dán vào ngay chỗ keo lúc nãy ấy. Cứ làm tương tự ở xung quanh nhé. Khi keo lên, phun thêm keo lên trên và dán sợi len vào. Rồi xoắn nó xung quanh sợi dây. Xong. Chuyển sang phần tiếp theo nào. Chúng ta sẽ lại cần dây kim loại đấy. Xoắn hai đầu vào nhau để cố định lại nhé. Rồi lấy thêm một sợi nữa và xoắn vào như thế này. Tiếp tục nhé. Cuối cùng ta sẽ có khung thế này. Rồi buộc thắt nút một sợi len. Rồi cuốn sợi len vài vòng nữa. Phần này sẽ hơi lâu một chút đó. Vậy tua đến cuối luôn nhé. Thấy không? Giờ thì dán phần đầu tiên vào. Vậy là bạn đã hoàn thành một chiếc đèn bàn. Chiếc đèn thật sự rực rỡ phải không nào? Thì trông cũng tạm được. Mình có thể làm gì để thắp sáng đây ta? Chả biết mình có gì dùng được không? Trừ khi... Ding ding ding. Đèn bàn cũ này. Đã đến lúc trang trí khu ngầu cho nó rồi. Đi tìm ánh sáng nào anh bạn nhỏ. Ở yên đó nhé. Nữa này. Đó, giờ thì thêm một chút màu sắc. Và ý tớ là màu đen tuyền. Giờ thì trang trí đến chụp đèn nào. Mình chọn lối kiến trúc cổ điển này. Và vài phong cách khác nữa. Xong cả rồi. Rất hợp với căn phòng của mình. Chỉ có một việc nữa cần làm. Hả? Đừng bao giờ cười tớ. Không ổ cắm, không thành vấn đề. Nào, tập trung. Tập trung. Sáng đi. Ha. Biết ngay mình làm được mà. Thấy không? Wow, ngon lành nha. Khoan, mình chẳng có chỗ nào để đặt đèn cả. Đống rác kia có gì thế nhỉ? Hình như nó đang chuyển động. Có gì ở dưới đó hay sao vậy? Từ từ, không muốn dọa nó chạy mất đâu. Chuẩn, chắc chắn nó đang chuyển động. Là gì được ta? Chỉ có một cách để biết. Ôi không, hình như nó bị mắc kẹt. Xin chào, có gì ở dưới đây không vậy? Cậu đang làm cái khỉ gì vậy? Vứt giấy tùm lum kìa. Wow. Trời. Này, đừng có ném đồ lung tung thế nữa. Nhưng có lẽ mình dùng cái này được đấy. Mình đang cần bàn để đặt chiếc đèn. Nhưng mình muốn tạo phong cách riêng đã. Và keo nóng thì luôn luôn có ích. Sơn màu yêu thích của mình thôi. Màu này mới rực rỡ làm sao. Bạn đã bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy chưa? Xong, và mình có thể đặt đồ lên đây. Bao gồm chiếc đèn tuyệt đẹp nữa. Thêm mấy món đồ lặt vặt này. Tuyệt vời ông mặt trời. Đó, ưng cái bụng dã man luôn. Tìm thấy rồi. Giả là chú em ở dưới đó hả? Eo ơi. Đừng lo nhé, an toàn rồi. Này, gì đấy? Mình phải kiểm tra mới được. Tủ đựng bánh mì cũ này. Nhưng sẽ khác ngay thôi. Trước tiên, nếu nó không có màu đen thì mình chẳng thèm đâu. Sơn vài lớp cho chắc ăn. Đó, xong rồi. Đặt hai tủ cạnh giường của mình. Ôi, mình phục mình quá cơ. Đúng phong cách của mình luôn.
Bạn đồng ý không? Càng lúc càng thấy không khí thoải mái. Cười nè. Xấu như con ma. Cười. Và nghiêm túc đấy hả? Betty. Gì? Cái gương này nhỏ xíu xíu. Nhỏ á? Wow. Khỏi khách sáo. Wow, cảm ơn bố. Mình cũng muốn có gương như thế. Wow, dễ thương quá. Biến hình. Ha. Sai mất rồi. Mình có thể thấy chân răng cái tóc luôn. Mình nghĩ ra một ý cực hay. Đã đến lúc nâng cấp làm mới rồi. Và theo phong cách bánh bẻo dễ thương đấy. Chỗ này có vẻ phù hợp này. Tuyệt vời ông mặt trời. Giờ thì thử chụp hình thôi. Có được không? Tuyệt. Ew, cái gì mà lòe lòe thế? Khiếp. Làm đúng một lần đi xem nào. Được rồi này. Biết ngay sẽ được mà. Chỉ cần vài tấm là ok la rồi. Rồi mình dán băng dính đen ở đây và đây. Trang trí thêm nhền nhện rùng rợn nữa. Một tác phẩm đỉnh cao luôn. Trải chăn tạo cảm giác ấm cúng. Vài chiếc gối. Và thảm nữa. Cùng các vật dụng cần thiết nữa này. Nhìn căn phòng đẹp hơn hẳn luôn rồi đấy. Khỏi cần băng dính. Tôi biết cậu sẽ sang thăm mà Betty. Thôi được rồi. Chẳng gì bằng việc trang trí để làm sáng bừng cả căn phòng. Hoặc làm tối đi, tùy vào gu của mỗi người. Nhìn là biết phòng của mình rồi. Và nếu bạn thích phòng xinh xắn rạng rỡ thì màu hồng quả thực rất chuẩn đấy. Hợp quá cơ. Yay. Cheryl. Hả? Tôi tỉnh mà. Ok. Này chép đi. Tuyệt. Cảm ơn nhá. Thật ra nghĩ kỹ cũng thấy dễ ghê. Ta-da. Ôi trời đất ạ. Tớ hiểu rồi. Để tớ viết lại nhá. Ủa, sao không xóa được? Ôi, mình dùng bút chết. Mình sẽ tô đẻ lên nó. Rồi lau đi là xong. Sẽ chẳng ai biết được cả. Và giờ thì viết đáp án chính xác nào. Đúng không? Đây mà là bạn tôi ư? Ủa, không đúng à? Trời ạ, vào đó đi. Chắc tại mình nhét quá nhiều đồ vào trong tủ. Làm ơn đóng lại đi. Đụng rồi. Cứ tưởng là sẽ không bao giờ. Áo. Thấy buồn ngủ quá. Tủ của Cheryl vẫn mở. Lạ ghê. Cheryl, cậu có sao không? Cheryl, dậy đi. Con không muốn đi học đâu mẹ ơi. Mình nên giúp cậu ấy. Nhưng sao ta? Cái túi này dùng để đựng đồ được nè. Và nam châm nữa. Nghĩ ra rồi. Mình sẽ để túi vào trong tủ và dùng nam châm cố định nó. Làm tương tự với một mặt khác. Vậy là được rồi. Và rồi mình sẽ để đồ của Cheryl vào các túi. Như vậy là tủ của Cheryl gọn gàng rồi. Wow, gì mà lắm đồ vậy trời. Trông khác bọt hẳn, chắc mình phải gọi nhỏ dậy rồi. Yuhu. Có phải thiên thần? Ra là Luna. Tớ dọn tủ đồ cho cậu rồi. Tớ thấy rõ từng món luôn này. Wow, ngăn nắp thật. Tớ thích lắm, cậu là số 1 đấy. Không có chi. Cho tớ đi được không? Ôm nghẹt chết tớ giờ. Không có chi bố ơi. Lấy sách để vào lớp nào. Úi da. Giả vờ cậu không thấy nhá. Ok, bắt đầu thôi. Tớ không làm được. Không thể nào. Nhìn kìa. Ôi, các cậu dừng lại đi. Tớ ướt sũng rồi. Các cậu đang làm gì vậy? Ồ, tụi mình làm hả? Xin lỗi. Đủ rồi. Cậu và tớ nghỉ chơi. Phải làm gì bây giờ? Không sao đâu anh bạn. Tớ sẽ đi dự vũ hội với cậu. Trừ khi đi với cô gái kia đi.
Cô ấy á? Không phải chứ. Qua đó đi. Được rồi, đã đến lúc giã tay rồi. Ê, khỏe chứ? Quên đi nhé. Chào anh chàng đẹp trai. Không tin được mình lại làm việc này. Muốn đi vũ hội không? Có chứ, thế thì tuyệt quá. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ đồng ý. Được rồi, đi thôi. Thích quá đi mất. Có người hẹn mình đi chơi. Mà còn là trai đẹp nữa chứ. Kệ đi. Đứng yên nào. Ui, nụ hôn đầu của mình. Cái gì? Mơ đi. Không có chuyện đó đâu. Hả? Có chuyện gì vậy? Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cậu đang nói gì thế? Cậu không thấy sao? Cậu bị mụn. Không sao đâu, tớ sẽ nặn chúng ra. Cái này nhiều mủ nè. Ui, dừng lại đi. Nhưng tớ không hiểu. Cậu không cần nặn đâu. Tớ có cái này cho cậu. Nó ở trong này. Xem cái này nè. Nó sẽ giải quyết mọi vấn đề về mụn cậu. Bắt tay vào việc thôi. Có đau không vậy? Ôi, nhiều quá. Cậu có chắc là có tác dụng không? Tin tớ đi, mấy nốt mụn nó sẽ biến mất mãi mãi. Đây là nốt cuối cùng. Chà, da mình mịn màng quá. Cậu nghĩ sao? Việc này khó hơn tớ nghĩ đấy. Tớ cần thứ gì đó để chữa nốt đỏ. À ha, cây nha đam. Mẹ thiên nhiên chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình sẽ lấy chiếc lá này, nó sẽ có tác dụng đấy. Chỉ cần bóp gel ra là được. Xong rồi. Mình sẽ bóp vào cái bát này. Mình nghĩ hết rồi đấy. Bây giờ rắc một ít kim tuyến. Nó sẽ giúp tẩy tế bào chết cho da cậu. Và thêm chút lấp lánh. Sau đó trộn tất cả lại với nhau. Gần được rồi. Xong rồi đấy. Công thức này chưa bao giờ làm mình thất vọng. Còn chờ gì nữa? Tốt nhất là nên tháo kính ra. Tớ sẽ chấm hỗn hợp nha đam này lên vết đỏ. May là tớ làm khá nhiều. Chúng ta sẽ cần đấy. Lạnh ghê. Nhìn rất dễ chịu. Giống mặt nạ vậy. Giờ sao? Đợi thôi hả? Đủ lâu rồi đấy. Giờ lau sạch nó đi. Tớ thích những khoảnh khắc đặc biệt của tụi mình. Sao rồi? Chà, cảm giác thật tuyệt. Lần nào cũng có tác dụng. Đi thôi. Hả? Ôi, da mình sáng bóng ghê. Chưa bao giờ đẹp thế này. Mụn đã biến mất. Cảm ơn cậu nhiều. Giờ ăn vặt đến rồi. Mình thích mì lắm. Có chuyện gì sao? Tớ muốn trông thật đẹp cho đêm vũ hội. Và tớ biết mình phải làm gì. Chờ tớ chút nhé. Để tớ ăn hết mì đã. Cậu đang làm gì ở đó vậy? Ngạc nhiên chưa? Cậu làm gì vậy? Cậu định học trường diễn hề sao? Cậu không thích hả? Tớ còn nghĩ là đẹp đấy. Làm lại đi. Đợi đã, chắc tớ giúp được đấy. Chắc chắn phải có gì đó ở đây. À ha, cái này được nè. Olivia nhìn này. Băng keo á? Thật chứ? Đừng cử động. Cách này hơi kỳ lạ. Tớ sẽ dán băng keo quanh mắt cậu. Như này. Rồi làm tương tự với bên kia. Trông được đấy. Bây giờ tớ cần phấn mắt. Màu xanh này sẽ hợp với cậu đây. Nó sẽ giúp mắt cậu nổi bật. Tớ sẽ bôi lên góc có băng keo. Rất nhanh gọn luôn. Sau đó lột băng keo ra. Giống như lột băng keo cá nhân vậy. Và kết quả thật tuyệt vời. Cậu sẽ thích đấy. Sao? Thế nào rồi? Đẹp hơn cậu làm. Nhưng chưa ổn lắm. Để tớ suy nghĩ. Ồ, cái dĩa của mình. Cái này sẽ có ích đây. Cô đang làm gì vậy? Mình cần một cái cọ. Đây sẽ là kiệt tác của mình. Đây rồi. Mình sẽ quét cọ qua chiếc dĩa. Nhưng chỉ ở bên ngoài thôi. May là lúc này không ai thấy. Bây giờ lấy dĩa ra. Mình cần tán phấn đều ra. Ngọt quá. Đây là một cách hay để đánh khối. Nó làm nổi bật các đặc điểm của cậu. Không được quên má. Quẹt nhanh quá. Rồi bên này nữa. Và thế là xong. Mình đúng là nghệ sĩ. Xem đi. Ôi, wow. Đây là mình thật sao? Thích quá. Cậu đúng là phù thủy trang điểm. Tiếp theo làm gì nữa? Chúng ta chưa xong đâu. Cần một bộ đồ mới nữa. Cậu có gì ở đây không? Xem thử nhé. Cậu mặc cái này thật sao? Ba tớ đan đấy. Đồ cổ đó nha. Tớ lục thử đây. Không được. Không thể được.
Này, cẩn thận. Có chừng chưa? Mình thích cái này. Chắc phải có thứ gì đó mặc được chứ nhỉ? Hả? Biết rồi. Cái này thì sao? Cái này đây nè. Này, quay lưng lại đi. Tớ cần thay đồ. Cậu không thích nó hả? Ok. Ừ, cái này được nè. Thay nhanh nào. Ấm áp ghê. Nhưng mình cần một số thay đổi. Mình sẽ cho tay qua cổ áo và làm tương tự với bên kia. Nãy giờ vẫn ổn đấy. Bây giờ mình sẽ lấy tay áo và quấn chúng qua nhau. Mình sẽ cột lại ở phía sau. Còn một việc nữa phải làm. Tóc mình. Xong xuôi. Liam, cậu nhìn được rồi. Ôi, không thể tin được. Là ý tốt đúng không? Trông cậu đẹp quá. Có thật là cậu không vậy? Cậu làm tớ rất kinh ngạc. Tớ rất vui vì chúng ta ở đây. Đúng vậy thật nhỉ. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở đây với cậu. Tớ đang rất vui. Còn một việc nữa chúng ta cần làm. Cậu đồng được suy nghĩ của tớ nhỉ. Trời ơi, hôm nay mới là thứ hai thôi. Wow, anh kia đẹp trai dã man. Ôi trời đất ơi, anh ấy vẫy tay sao? Này, khoan, sao anh lại đi về phía đó cơ chứ? Mình đúng là đồ đần mà. Hết chuyện xui lại đến chuyện rủi. Gì kia? Có ai làm rơi nó hay gì ta? Chà thì đành giữ thôi. Dù sao cũng đâu có ai nhìn mình đâu. Có gì ta? Wow! Cuối cùng cũng thấy ánh sáng hy vọng rồi. Và từ giờ mình không cần đeo kính cận nữa. Để xem giờ mọi người đối xử với mình sao. Có ai để ý thấy mình không ta? Wow! Tớ đi cùng cậu vào lớp nhé. Xếp hàng đi anh bạn. Sao tận chân trời gần ngay trước mắt. Cậu ấy còn chẳng biết mình tồn tại. Cậu ấy mới thông minh lắm sao? Đã lỡ yêu anh nhiều. Có bạn gái rồi á? Hey. Mà cậu ấy thấy gì ở nhỏ kia chứ? Chắc là nhiều lắm. Mình thì quên một cục. Này cưng ơi. Eo ơi, sao mình phải ngồi giữa họ chứ? Nhưng mình được ngồi gần tình yêu. Có điều mình như người vô hình ấy. Chào xinh gái. Dành cho nửa kia của em nè. Truyền giúp ấy. Hả? Để anh ấy, được chứ? Dù sao thì... Tu là gì? Biêu tá chắc. Mà cậu tay viết gì trong này nhỉ? Nghiêm túc đấy hả? Mình chẳng muốn đưa cho cậu ấy đâu. Thấy ớn. Này. Gì? Nàng gửi ta những nụ hôn sao? Hôn lại nè. Cứ như học hành chưa đủ mê đấy. Mình phát chán lối sống này rồi. Em thật xinh đẹp không? Anh thật hot. Không thể chịu nổi mà. Là mình có thể trở nên xinh đẹp lồng lộn không? Với đôi môi căng mọng. Biết đâu mình có thể xoay chuyển tình thế. Có lẽ mình cần làm cho tóc phồng hơn. Bắt đầu bằng việc đánh son. Dùng nhiều mới đẹp nè. Lộng lẫy. Hôn tặng người yêu trong mơ nào. Môi mình mỏng thế hả? Mệt mỏi hết sức mà. Son môi ngớ ngẩn. Bực mình quá đi. Tóc tai lòa xóa không làm gì nên hồn. Này. Mà chờ một chút. Thử dùng dây trên môi coi sao. Như vậy môi sẽ căng lên đúng không? Chưa gì đã thấy đẹp hơn rồi. Giờ thì chờ thôi. Ok, vậy chắc là được rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Đôi môi dày căng mọng. Khác hẳn đôi môi mỏng dính trước kia. Hoàn hảo. Mình cảm thấy tự tin hơn hẳn luôn. Lại hai người này. Chả hiểu có gì vui đến thế. Nhưng kệ đi. Thích thì mình cũng chơi luôn. Hả? Gì đấy? Wow. Cậu ấy gửi nụ hôn kìa. Mình nói chuyện sau nha cưng. Wow. Khác rồi nha.
Này, đưa cho em. Không mà Cương anh yêu em. Yeah, em vui lắm khi mình đi chơi cùng nhau thế này. Wow, cảm ơn anh. Mình hôn nhau em nhé. Vâng ạ. Hả? Gì vậy? Đến rồi à? Trời ơi, sao tôi ngủ quên được chứ? Sao đồng hồ không đổ chuông? À! Ừ. Mình phải nhanh nhẩu lên mới được. Ôi không! Da mình nhìn chán quá! Khiếp! Ok, bình tĩnh! Khắc phục được mà! Mình chỉ cần dán mặt nạ mắt thôi! Hả? Thôi đành dùng nước lạnh tạm vậy! Lạnh quá! Hả? Này, cái này cũng đáng thử đúng không? Mặt ơi đừng sưng nữa! Ao ao! Mặt mình vẫn sưng húp. Xin chào. Hả? Ai gọi vậy ta? Ra xem nào. Mình đâu có mời ai đến nhỉ? Vâng. Xin mời vào. Ok, cháu cứ đi theo cô nhé. Cháu ngồi đợi ở đây nha. Ổn không? Cứ tự nhiên như ở nhà. Sao không có cách nào hiệu quả vậy? Thôi thì đành bó tay chấm con. Trông cũng ngầu mà. Sao anh vào đây được? Anh ấy chưa thấy mình. Mình chỉ cần thêm vài phút thôi. Bé ơi, con sợ cái gì mà phải trốn vào đấy? Để con yên đi mẹ. Bọn nhóc tuổi tin. Làm sao hả? Mặt con, mẹ ơi. Ôi, mẹ hiểu cảm giác đó. Nhưng mẹ có mẹo nhỏ này cực hay. Mẹ và nhóm con gái làm thế này suốt đấy mà. Con chỉ cần một quả dưa chuột và dụng cụ để mài nhỏ ra. Đó. Giờ khi đã nạo được da như thế này, nhúng bông tẩy trang vào đó. Hai nửa, mỗi nửa cho một mắt. Khi đã ướt đẫm rồi, ta có thể tiến hành quá trình giảm sưng. Lau nước mắt đi. Dạ. Con thử dùng cái này đi nè bé con. Mặt nạ mắt. Wow, nhìn xịn ghê. Còn lạnh nữa. Giờ thì chui ra khỏi tủ lạnh ngay. Chưa gì con đã thấy mắt dễ chịu hơn rồi. Chà, nãy giờ chắc là đủ rồi đấy. Và wow, mắt con hết sưng rồi này. Tiếp bạn đi. Em xin lỗi đã để anh đợi. Chờ em, anh không giận chứ? Wow, bánh quy thơm ngào ngạt luôn. Mong là chỗ này không bị thiếu. Hoàn thành xuất sắc kiệt tác của mình. Oh yeah, xinh quá kìa. Mở hay đóng? Kiểu tác này là mình trẻ hẳn ra luôn. Woohoo. Bà ơi, bà làm bánh quy cho con này cún. Bà ơi, con chuẩn bị đi tiệc mà. Con ăn sau được không? Con xin lỗi. Tiệc gì đấy hả? Con đi thật à? À hả? Thế này gọn gàng hơn này cún. Bà ơi, đừng thế mà. Để bà sửa cho cún. Thôi mà. Con không cần bà giúp. Tụi nhóc này không lễ phép gì hết. Mình còn lưng ở trong bếp làm gì chứ? Bữa tiệc ư? Ôi không, con bé quên túi rồi. Không có túi mà đòi đi đâu chứ. Con ơi, chắc mình đến đúng nơi rồi. Con bé kìa. Ôi khoan, túi con này. Ôi trời, chân tôi không còn nhanh nhẹn như ngày xưa nữa. Xin chào, cháu gái tôi để quên túi ở nhà. Tôi vào đưa cho nó nhé. Chỉ học sinh thôi ạ. Tôi hiểu, nhưng chuyện này quan trọng. Một chiếc gương. Để làm gì? Chả hiểu một tê gì. Sợ mấy nếp nhăn này sao? Vậy được rồi. Không tin được mấy chuyện vớ vẩn này. Mình chỉ đang cố giúp thôi. Chắc con bé có đồ trang điểm trong này.
để mình xem nào. Ok, cái mảnh này là gì vậy ta? Trông sợ phết. Kiểm tra xem nào. Thực ra mình cảm thấy dễ chịu phết. Da mình mịn màng hơn hẳn luôn này. Wow, đúng là một cuộc phiêu lưu mà. Trông mình khá trẻ trung rồi đấy. Giữ cái gương luôn. Ồ, và còn gì nữa đây nhỉ? Áo thun dài tay. Này, vừa nhìn. Còn gì dùng được ở trong này không? Ồ. Khoan đã. Nhìn cô quen lắm. Tôi đã thấy cô ở đâu nhỉ? Ồ, thôi cứ vào đi. Woohoo. Cứng con ơi. Hả? Ba. Đúng vậy, con quên mang túi này. Nhân tiện ở đây chắc con muốn ăn một chiếc. Bà ơi, có phải làm gì với đĩa này? Thực ra bánh này giúp thu hút mọi người đấy chứ. Được rồi, tớ có lá lơ hội và một cây lan. Tớ sẽ dùng cây lan ép hết gel trong lơ hội ra. Giờ thì dùng cọ mascara nhúng đẫm gel lơ hội và chỉ cần chuốt lên lông mi thôi. Thế là xong, gel đã làm lông mi trông đậm hơn và nổi bật hơn rồi. Wow, mascara từ thiên nhiên này xịn ghê. Và tớ có thể cất trong một lọ mascara nhỏ. Ồ, mấy bé cây của mình xanh tốt thật đấy. Cây ơi cây à, sao lại đẹp quá vậy, xịt cho mát nhá. Tao thích mảnh nhất đấy, đừng nói với ai nhá. Dolly, hôm nay em muốn làm gì nào? Ồ, em trang điểm kim tuyến dễ thương quá. Wow, hay là chị lấy của em bôi thử xem có xinh không nhá. Để chị thử lại nào, bôi lên da nè. Không được à? Chán quá, buồn rồi nha. Ôi cháu yêu, đừng khóc mà. Sao cháu buồn thế? Con muốn má lấp lánh như Dolly. Ông hiểu rồi, chờ một chút. Ông nghĩ ra cách giúp con bé rồi. Ok, mình có lá lơ hội và một cái lọ rỗng. Mình sẽ bóp toàn bộ gel lơ hội vào cái lọ. Wow, gel già quá trời kìa. Lá này mọc nước ghê luôn. Tiếp theo, mình sẽ đổ kim tuyến vàng mà con bé thích vào. Kim tuyến lấp lánh quá kìa. Chắc vì thế mà con bé thích. Giờ mình cần que gỗ này. Mình sẽ nhét nó vào lọ và khuấy đều kim tuyến lên. Nhưng mà khuấy cũng hơi lâu một xíu đấy. Ok, thế chắc là đủ rồi nhở. Xong rồi nhá, chúng ta đã có gel kim tuyến. Cháu yêu ơi, xem ông có gì cho cháu này. Ta-da. Wow, nhiều kim tuyến quá. Để cháu trông giống Dolly ạ. Cháu sẽ nhấn vòi này. Nhìn kìa, cháu có kim tuyến rồi. Con sẽ bôi lên má được không? Bây giờ cháu còn xinh hơn Dolly luôn. Con sẽ bôi lên cả má bên này nữa. Cả mũi luôn cho xinh này. Yay, hết sảy luôn. Cảm ơn ông. Nhìn này Dolly, ông nội ơi. Sao? Cháu cũng muốn ông bôi lên luôn á. Ừ, thôi được. Yay, ông nội chơi kim tuyến. La 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 la. Chúng mình là chị em sinh ba. Cháu, ông và Dolly. Cảm ơn nhé lô hội. Trời, mệt quá. Nhưng vẫn còn quá trời việc chưa làm xong. May mà mình vẫn còn cà phê. Hay thôi, chợp mắt một lúc rồi làm tiếp nhở. Yay, trang điểm trước khi đi học thôi. Có đủ đồ ở đây rồi, mình sẽ đặt gương ở đây. Hả? Này, bố ơi, dậy bố ơi. Wow, mệt thật sự, sao thế con? Bố dính gì trên mặt này? Thấy chưa? Ủa? Gì vậy trời? Để bố lấy ra đã. Thôi xong, mắt thầm như gấu trúc luôn rồi. Trông mình khủng khiếp quá. Dùng cái này đỡ được không ta? Không. Ồ, hay cái này. Khoan, con nghĩ ra cách rồi bố. Lại đây lô hội, ta cần đi giúp bố. Nhưng con đang làm gì với lô hội thế? Chờ con nhé. Trước tiên, mình cần mở lá ra. Cạo hết thịt bên trong rồi cho vào máy xay như thế này nè. Và mình sẽ cần cả một chút nước. Chắc là đủ rồi. Giờ mình sẽ lấy lá ra. Sau đó thì xay nhuyễn gel với nước nhé. Đấy, được rồi. Mình sẽ cần lọ kiểu này. Giờ rót hỗn hợp vào trong cái lỗ nhỏ này là xong. Thế là đủ rồi. Nếu không sẽ tràn ra mất. Được rồi, mình sẽ bỏ hộp này vào ngăn đá. Mình sẽ chờ cho đến khi dung dịch đông lại. Hôm nay mình nên làm gì được ta?
Ú, chắc lâu vậy là đủ rồi. Có thể dùng rồi. Bố ơi, con tới đây. Xem con làm gì cho bố này. Cục băng gel lỡ hội nhé. Này, bố cầm đi. Bố chỉ cần xoa lên mắt thôi. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Kiểu gì cũng có tác dụng mà. Đó, dễ chịu bố nhở. Quầng thâm cũng sẽ dần biến mất thôi. Wow, đúng là ấn tượng đấy. Bố phải dùng nốt với mắt kia mới được. Bố rất thích cảm giác mát lạnh trên da. Không ngờ con lại làm được dễ dàng như vậy luôn đó. Hôm nay con cứu bố một màn thua trông thấy đấy. Bố đi đây. Chào anh, xin lỗi tôi đến muộn. Anh sao rồi? Chán lắm, mấy ngày rồi chẳng được ngủ nghe gì. Nhìn tôi thấy ghê không? À, vậy anh phải thử cái này đấy. Con gái tôi làm đấy nha. Đây, để tôi chỉ anh cách. Anh chỉ cần thoa ở dưới mắt thôi. Oh wow, cảm giác tuyệt thật. Cảm ơn anh nhé, đỡ mệt hẳn. Không có gì đâu. Được rồi này, để cây ở đây một lúc đã. Chị sẽ lấy bình nước để tưới luôn mấy cái cây ngoài kia. Hả, miếng wax ở đâu ra thế này? À, đừng có nhìn anh. Anh chỉ đang wax chân thôi. Nhưng mà đau dã man ấy. Nhìn thốn thật đấy. Đúng vậy, đau lắm luôn ý. Khoan, em mới nghĩ ra một cách giúp anh rồi. Lô hội ơi, chị sẽ lấy lá này. Mong là em không phiền. Cắt một phát ăn ngay. Đó, một là đủ. Được rồi, anh chỉ cần lá lô hội này thôi. Khoan, gì cơ? Cái này để làm gì? Anh bóp thử mà xem, rồi sẽ hiểu ý em ngay đó. Bóp ấy hả? Oh wow, nhìn gel chảy ra kìa. Vậy là anh chỉ cần bôi lên vùng bị đỏ à? Chuẩn, xoa xoa một chút. Lô hội sẽ làm da anh dịu lại. Đó, thế là xong. Hết rát rồi nhớ. Nhưng vẫn lắm lông. Tụi em đi ra ngoài đây. Từ từ, giúp anh chỗ này với. Chắc sẽ đau chết mất. Ôi trời, để em. Ầm nằm nằm ầm. Ngải dưa hấu ơi, ngải thật thơm ngon. Mệt muốn xỉu. Chào em bé. Hi, em đang chơi với Sao lại hết như gặp ma thế? Không không không, nhìn mặt mình kìa, khủng khiếp mà ơi. Cái gương trông chị như quái vật đấy, đỡ nè. Xem em làm gì đây này. Nó là cái cây chị thích nhất đấy. Chị nội, chị dọa em à, em chuồn đây. Trời đấy, nó bày bừa mà mình phải dọn mới ghê chứ. Mới sáng sớm nhảy ra đã gặp quả tạ. Mà khoan đã, đây là cây lô hội. Nó có thể xử lý làn da khủng khiếp của mình á. Ok, mình sẽ chỉ cần tách lá của lô hội ra. Sau đó lấy phần thịt lô hội nè. Cho vào máy xay thôi. Giờ thì xay nào. Nhìn cho lô hội dính dính sệt sệt kìa. Giờ lại còn sủi bọt nữa chứ. Ngon lành, thế cũng đủ lâu rồi đấy. Và giờ mình sẽ đổ ra một cái bát. Lấy một viên mặt nạ khô và cho vào hỗn hợp này. Khuấy một chút xíu cho mặt nạ nở ra. Đây rồi. Vậy là có mặt nạ để đắp nhé. Giờ thì đắp mặt nạ lô hội lên mặt. Dễ chịu quá. Chắc để vậy khoảng 10 phút là ngon lành. Chị ơi, em này. Chị vẫn còn là quái vật à? Ôi giời ơi, đúng là cái đồ nhát cái. Thế mà cũng sợ. Nhưng này, da mình đã mịn như mông em bé rồi. Mình sẽ đắp lên mặt thằng bé chơi. Chuẩn thôi. Hình chế hài xỉu luôn. Ôi, tuyệt quá. Em ấy muốn đi chơi với mình. Bây giờ luôn á. Kiểm tra lại tóc tai mặt mũi phát. Khoan, gì thế này? Sao lắm một đầu đen vậy trời? Xấu thế này làm sao mình dám ló mặt ra đường chứ? Trời ạ, sao nặn không ra? Mình cần bóp mạnh hơn nữa. Này, có dừng lại không hả? Con định dùng cái này để làm gì vậy? Mẹ ơi, nhìn mặt con này, tối nay con có hẹn đấy. Nghĩ sao mà cái búa này có thể giúp con vậy hả? Mẹ có một cái bát và khoai tây luộc này. Cho khoai vào bát để nghiền ra. Bây giờ mẹ cần một lá lô hội. Mẹ sẽ bóp hết gel vào trong tô đựng khoai tây. Giờ thì khuấy thật đều với que này. Sền sệt là chuẩn rồi đấy. Tuyệt, gel vào khoai tây quyện đều rồi. Giờ ngồi yên nhá. Mẹ sẽ bôi cái này lên lỗ chân lông bị tắc và để nó một lúc. Rồi nha, hết sạch mụn đầu đen. Chào cưng, tối nay mình đi chơi thật vui nha. Tự dưng em nhớ ra có chuyện gấp cần làm. Nhưng mà chuyện gì mới được? Anh đã tẩy sạch mụn đầu đen rồi mà. Bạn đã bao giờ dùng lô hội cho da chưa? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nha.
Tớ bảo là muốn lấy bao nhiêu thì lấy á. Wow. Hello. Ôi trời ơi, đẹp trai dữ vậy. Tớ đứng trước cậu này. Tránh ra coi. Thật luôn hả? Cái tên đó. Mình đã xem nhiều video tỏ tình trên mạng lắm rồi. Wow, ai mở cửa sổ vậy má? Làm gì có. Tớ đây mà. Đừng đá lông nheo nữa má. Ừ, nói thật đó. À, Lizzie ơi, cậu bắt lố dùm tớ cái. Cứ như có bão vậy á. Hình như hiệu quả rồi á. Sao cậu làm hay vậy? Điền khủng ghê, tớ biến đây. Đi đâu mất tiêu vậy? Không sao mà. Nhưng... Shh, cậu ta không xứng đáng cậu đâu. Đừng lo mà, có tớ cạnh cậu này. Ai mà ngờ tớ lại làm thế chứ. Xấu hổ muốn đội quần luôn. Cũng hay mà gái, cứ như cậu có siêu sức mạnh ấy. Cậu là cô nàng gió. Cậu có gì dính trên răng này? Ủ, hình như bữa trưa ấy. Đã ổn chưa nào? Cậu cố gắng đấy, nhưng chưa hết đâu. Mình biết phải làm sao rồi. Tụi mình phải săn sale một chút thôi. Wow, nhanh phết nha. Ừ, hay quá vậy ta. Không ngờ cậu lại mua cho tớ một cái donut. Tớ sẽ ăn thử, xem nào. Ồ, nhột quá à. Cũng vui phết đấy. Cậu thấy răng tớ sao? Wow, trắng sáng như siêu sao luôn ý. Jeff kìa. Đừng thổi bay tớ nhé. Quá đáng chưa kìa. Kệ cậu ta đi. Tớ đã làm gì sai chứ? Lizzie ơi, chờ chút. Nói nghe nè, cậu cũng xinh theo kiểu riêng mà. Không, làm gì có. Xem tớ nè. Mặt tớ đầy mụn rồi. Thấy ghê lắm. Mình sẽ không có bạn trai mất. Mình ghét nhìn thấy cậu ấy buồn. Khó chịu hết sức luôn. Đủ rồi, giờ mình phải nặn sạch. Cậu không được làm thế đâu. Liam à. Xin lỗi. Tớ có ý này. Giờ sao? Cái này sẽ giúp cậu đỡ buồn tay nặn mụn á. Cậu có thể nặn mấy cục mụn này nè. Nghe vui ghê. Tớ sẽ thử nặn cái mụn giả này. Eo, ghê quá đi. Nhưng cũng vui lắm luôn. Cái này bự lắm luôn ấy. Không thể dùng tay luôn. Tớ có cái này cho cậu này. Để tớ tháo kính ra nha. Giờ tớ sẽ lột miếng dán mụn ra. Nó sẽ giúp cậu che mụn ý. Nó sẽ giúp mụn màu lành hơn. Đã thế còn trong suốt này. Nghĩa là cậu có thể che nó lại bằng trang điểm. Chờ chút nhé. Vậy là đủ lâu rồi á. Mụn đã được che phủ. Như phép màu vậy á. Mình không cần cái này nữa đâu. Xem thử đi. Wow. Tớ đây sao? Da tớ sáng lắm luôn. Cảm ơn Liam. Mình cần trang điểm nữa. Hả? Lizzie ơi, cậu đâu nhìn thấy phải không? Mong là không thấy. Phải trang điểm nữa thôi. Mình muốn thật là xinh. Làm cố vấn nhan sắc khiến mình đói ghê. Cơ mà, không ăn nổi nữa rồi. Sẵn sàng chưa nào? Cậu thấy được chưa? Trời, cậu làm cái gì thế? Ngừng la hết đi. Má ơi, hết hồn luôn. Ghê lắm hay sao? Tớ thấy thích mà. Tớ sẽ mơ thấy cơn ác mộng này mãi mất. Khoan, mình dùng cái này được nè. Đùa tớ đấy à? Nĩa giờ sao? Dùng nó để trang điểm đi. Được rồi, cảm giác kỳ ghê. Tớ sẽ phết kem nền vào giữa các đường. Nó sẽ giúp tớ vẽ một đường mỏng. Rồi dùng kem nền màu sáng hơn này. Nhìn chưa thấy gì đâu. Giờ tớ sẽ blend màu. Bắt đầu với phần bên của mũi này. Trông tự nhiên thật đấy. Mình sẽ dùng thìa để đánh phấn mắt. Nhẹ nhàng đặt nó lên mắt và đánh phấn nào. Vẽ mạnh tay thêm chút để tạo đường viền đậm hơn. Wow, khác lắm luôn. Ấn tượng phết đấy. Trông tớ sao nào. Wow, xinh tươi thực sự. Đúng là kiểu bất ngờ tớ muốn thấy. Thích thật nha. Liam, cậu sao vậy? Hả? Cậu đang nhìn tớ chằm chằm đấy. Phải. Tớ cầm cho. Mình diễn cũng thật chân nhỉ. Cậu nói cái gì cơ? Mình sẽ chụp ảnh một phát. Thôi, trông ngố quá đi. Thử tạo dáng khác này. Xem thử nào. Môi mình mỏng quá vậy ta. Ước gì càng mọng hơn. Nhưng mà mình làm được đấy. Cảm ơn app làm đẹp nhé. Vậy là ngon rồi. Xem thử cái nào. Khiếp. Thế này thì ai mà thèm like cơ chứ. Mình cần dùng cách khác. Mà cách gì ta? Dùng máy hút bụi đi.
không thể chật đi đâu được. Kế hoạch này quá là hoàn hảo. Ước gì mình nghĩ ra vụ này từ sớm. Đặt đầu hút lên môi này và bật máy lên. Wow, hút mạnh dã man con Ngan. Kẹt mất rồi, cứu với, cứu, ai cứu tớ với, tháo nó ra đi. Mình xem cái này cả ngày cũng được. Liam, làm gì đó đi. Tự do rồi, tội nghiệp môi mình ghê, đau quá trời luôn. Còn hài hơn mấy show hài nữa. Ok, để tớ giúp cậu. Ngồi dậy này. Cậu nghĩ gì vậy má? Đừng sờ vào máy hút bụi nữa. Thử cái này đi. Xem tớ hất tóc sang chảnh này. Mình nên đóng quảng cáo dầu gội mới phải. Tuyệt. Hất tóc đi má. Mình nghĩ gì vậy trời? Buộc tóc của tớ sẽ giải quyết vấn đề môi của cậu. Ngồi im nào. Âu, Liam à, chuyện gì vậy hả? Xong chưa thế? Nhìn cực kỳ ấy. Có chắc là hiệu quả không? Vậy là đủ lâu rồi đấy. Nhìn xịn nha, giờ tớ sẽ đánh son bóng cho xinh. Wow, đúng như tớ mơ ước luôn á. Và tớ cũng ước mơ giống vậy đấy. Tớ có nói gì đâu. Chụp ảnh selfie lần nữa nào. Tớ đã thử rồi, môi tớ bầm tím luôn. Và rồi tớ kiểu, không đâu cô sai rồi, cô tức muốn khóc luôn. Wow, nói chung là 5 ngày phạt siêu chán luôn. Cậu nghe thấy gì không? Wow, prom này, ôi là trời, vui quá đi mất. Mặc gì giờ ta? Có nhiều lựa chọn ghê. Cái đầm đó hợp bà ngoại cậu hơn á. Thật hả? Nhưng tớ thích nó. Cái này. Dẹp. Tớ thích áo này. Đừng nói gì cả. Tớ sắp hết đồ rồi. Lý gì? Khoan đã. Mình sẽ không bao giờ tìm thấy gì để mặc mất. Đúng là thảm họa. Chờ chút. Dừng lại. Tớ nghĩ mình dùng cái quần đó được á. Sao chứ? Xem này. Mình đang tìm đồ cho tớ mặc mà. Cứ đợi xem đi. Tớ nghĩ màu đó không hợp với cậu đâu. Hài quá vậy bạn mình. Tớ định làm vậy á. Sắp xong rồi này. Tớ sẽ kéo cái quần này lên tận ngực. Rồi sao nữa? Rồi xỏ tay vào ống quần này. Thế là có váy mới nha. Trời đất, cậu đúng là bậc thầy thời trang á. Tớ chỉ cần cạo lông chân là thế nào cũng cháy hết sức luôn. Liam ơi. Xin lỗi nha, tớ diễn hơi lố rồi. Cho tớ thử với nhé. Thật đó bồ, cởi cái đó ra đi. Vậy là cho cả hai chân vào ống này. Và tay qua ống này nè. Như vậy nè. Wow, nhìn sang chảnh ghê. Có gì đó sai sai. À biết rồi, mình sẽ lấy tay ra và cuốn cái chân quần quanh eo thế này. Vậy mới chuẩn chứ. Wow, ai mà ngờ được nhỉ. Đáng yêu ghê. Wow, ấn tượng quá Lizzy. Trông cậu xinh ghê. Tớ biết mà. Tớ thấy cậu sẵn sàng đi prom rồi á. Cơ mà cần một đôi giày hợp lý nữa. Chân đất thì không ổn tí nào. Cậu nói phải. Để coi. Đây là kim tuyến sao? Thế nào cũng đỉnh của chóp lắm đây. Tớ thích ý tưởng của cậu á. Tớ sẽ cho keo quanh chân và nó sẽ tạo thành một ranh giới. Rồi, rắc kim tuyến lên chân nè. Mình không muốn bỏ sót chỗ nào đâu. Giờ phết lên chân mình nha. Dừng lại ở chỗ băng keo này. Sau khi xong thì lột băng keo ra. Thế này tuyệt hơn tất bình thường nhiều. Cảm thấy phong cách ghê. Tớ không thể làm gì nếu thiếu cậu á. Khoan, còn một thứ nữa cơ. Phải thả tóc xuống chứ. Nghe lời cậu luôn. Ổn chứ? Wow. Cậu định mặc gì vậy? Tớ hả? Sao mà mặc áo thun được? Ahem. Là trời. Nhìn ổn không gái? Tớ chưa chắc lắm. Mặc thử chơi ấy mà. Ổn chứ sao không? Mình đi nhé. Tớ sẽ đi đến cùng trời cuối đất với cậu. Hôm nay sẽ tuyệt lắm cho xem. Mong là thế. Tớ muốn xem cậu nhảy lắm. Gì? Tớ nhảy đẹp lắm á. Đợi tớ chút. Lizzy hả? Wow, cậu xinh ghê. Trời, tên này nữa. Tớ thích cậu thế này đấy. Mình đi chơi nhé. Hoặc là nhảy, ai biết được. Tớ té đi chỗ khác đây. Đi đâu mà đi? Đừng bỏ tớ chứ. Thật sao? Ý là tớ đi với Liam, tụi tớ sẽ nhảy và đi chơi chung. Wow, ý là chuẩn, tớ đi với Lizzy đấy. Tội nghiệp ông bạn. Chào nhé Jeff. Xấu hổ thật sự luôn.
sinh. Giờ đi dạo phố thôi bà con. Ôi không, ngứa quá. Ủa, mặt mình bị cái gì thế này? Chắc chắn là có cái gì kỳ cục lắm. Phải soi gương thôi. Wow, mặt mình đầy kim cương hột xoàng nè. Đỉnh quá ta. Xịn thật, đến lúc làm mọi người bật ngửa rồi. Nào, bé Tasha, ra đây chơi với chị đi. Tóc em hôm nay xinh và chất như nước cất ý. Ôi, cậu xem cô ấy có gì kìa. Ủa ơi, búp bê xinh dã man. Tóc nhìn đã ghê, bé tên gì vậy? Ồ, ai cũng mê mẩn búp bê của cậu ấy hết. Đó là ơi, chắc chị phải cho em đến salon tóc thôi. Khoan, mình biết nên làm gì rồi. Ok là, mình không thể đổi búp bê nhưng có thể thay đổi bản thân. Đeo kính áp tròng xanh lá vào trước nè. Giờ thì đến bước trang điểm. Tớ sẽ dùng bút màu trắng để tô lên mí mắt. Cứ chấm chấm là được. Rồi tớ sẽ dùng cọ để tán màu. Tiếp theo là màu hường rực lửa. Tớ sẽ đánh lên phần ngoài mí mắt. Giờ đến kim tuyến lấp lánh. Mệt quá. Một phút ở phần phấn trắng thôi. Tớ sẽ vẽ kiểu mắt mèo, chặt chém mọi ánh nhìn. Nhớ vẽ cả mi dưới nha. Nhớ thêm chút màu hồng nữa này. Và đương nhiên là kim tuyến nữa. Đấy nhá, mắt đã xong. Giờ đến phần tạo khối này rồi. Ok là, thế là xong bước này. Tớ sẽ đánh má hồng nhẹ một cái. Sau đó chuyển sang lông mày. Vì lông mày của tớ có khuôn sẵn nên chỉ cần thêm màu nữa thôi. Giờ đánh son này. Bước cuối là mi giả. Mọi người nghĩ xong rồi sao? Không đâu bạn ơi. Vẽ thêm hai đường trắng nhỏ xinh trên môi để trông như là son bóng nè. Và giờ đương nhiên là tóc giả nữa. Tóc đã xong rồi, trang điểm thêm chút nữa nha. Tớ sẽ dùng màu nâu để tô lên chân tóc. Và cuối cùng là vài đường trắng nè. Tuyệt, xong xuôi rồi. Nhìn mình sang dã man con ngan. Em ấy đáng yêu ghê cơ, u là trời. Xin chào, tớ quay lại rồi này. Ôi thần linh thiên địa ơi, nhìn cậu ấy kìa. Trông cứ như búp bê ấy, nhưng xinh hơn nhiều. Xin lỗi Tasha, gặp sau nhá. Xem tớ nhảy kiểu búp bê này. Ok là, có vẻ như bàn bán kem của mình đã sẵn sàng đón khách. Nhìn con nhỏ đó kìa. Hả? Cậu ấy liếc mình hả trời? Alo, kem này, lại mua ngay kẻo hết bà con ơi. Tuyệt, kem mốc quế của anh đây ạ. Cảm ơn anh nhiều, chúc ngon miệng. Kem đây, kem ngon và mát này, chỉ hôm nay thôi. Đỉnh quá, món kem mình bán chạy thật đấy. Một của cậu và của cậu đây, cậu nữa nè. Gì? Cậu ấy bán được nhiều tiền chưa kìa? Này, tớ cũng có kem này mọi người, ngon lắm ạ. Sao chạy mua kem của mình thế nhở? Cũng ngon y chang cơ mà. Khoan đã, chắc tại mình không xinh nhở? Ok, mình sẽ bắt đầu với màu mắt. Xanh dương đi cho xinh. Và giờ mình sẽ dùng một chiếc kem ốc quế. Vẽ theo miệng cái ốc quế và giờ mình cần giấy ăn và latex lỏng. Mình sẽ vo tờ giấy lại và nhúng nó vào chén latex. Giờ mình sẽ đặt nó quanh đường tròn mình vừa vẽ nè. Phải chắc là miếng giấy che hết đường tròn nhá. Đấy nhá, xong rồi. Giờ dùng lại cái que ốc quế nè. Và đặt nó vào đường tròn mà mình vẽ lúc nãy. Ok, mình sẽ dùng bút chì trắng để vẽ lên một đường trên mặt. Vẽ xuống tận môi và cằm nhé bà con. Ok, chắc như vậy là xinh rồi. Giờ dùng sơn màu hồng và cọ vẽ. Mình sẽ chấm chấm màu vào miếng giấy đã khô cong. Mình sẽ tô màu cho giấy và vẽ luôn cả mặt của mình. Ổn áp, đến bước tiếp theo này. Cốm đấy. Mình sẽ rắc cốm lên cái ốc quế và chỗ có màu nữa. Và một chút lên môi lẫn mí mắt xinh xắn. Thế là hoàn thành. Nhìn như thể có cây kem chảy lên mặt mình vậy. Đến lúc tiếp tục hành nghề bán kem rồi. Kem đê, tôi có bán kem này mọi người. Wow, nhìn cậu ấy kìa. Mình phải ghé qua đó mua một phát mới được. Wow, cậu trang điểm xịn sò quá. Cảm ơn cậu, kem của cậu này. Bán cho tớ với, một kem ốc quế nha. Cây kem này ngon xỉu luôn. Gì vậy má? Không sao, mình cũng làm được mà. Đấy, y chang nhá, mọi người thấy sao nào? Ước gì mình được gặp người ngoài hành tinh nhỉ? Mình chỉ cần tiếp tục quan sát bầu trời và tìm kiếm thôi. Giày tớ mới mua xinh lắm nè. Xin lỗi nha, tớ đang bận nghiên cứu một chút. Khoan đã, mình biết cách khiến cậu ta chú ý rồi. Ok, bắt đầu màn hóa trang đỉnh cao này thôi. Trước tiên, tớ sẽ vẽ một đường quanh mắt. Sau đó làm tương tự với mắt còn lại. Ok, ổn áp phết. Giờ là chút màu đen nè. Tớ sẽ tô hết hình tròn này với một chút màu đen nữa. Nhớ vẽ lên phần lông mày nữa nha.
nhưng chả phải làm gì với mi mắt cả, vì tớ sẽ dùng bút chì chỗ đó thay vì cọ vẽ. Tiếp theo đương nhiên là xanh lá rồi, tớ chỉ cần tô tất cả các vùng da còn lại với màu này là xong. Đừng bỏ qua đôi môi nhé. Với cả tóc nữa này, như vậy mới giống thật được. Mình sẽ dùng một cái cọ nhỏ hơn để vẽ quanh vùng màu đen. Và mình cần màu xanh lá đậm này để tạo khối cho mặt. Phải tán màu nữa nha mọi người. Dưới môi nữa này, cho mặt nét hơn ấy. Mình sẽ thêm một chút màu lên môi. Ngon lành rồi. Giờ tô màu vàng cho có tương phản nhé. Chỉ cần dặm dặm lên gò má thôi, quanh quanh đôi mắt đen thui tớ vừa vẽ. Rồi tớ sẽ vẽ thêm một chi tiết màu trắng lên đôi mắt đen. Giờ tớ trông như alien nếu nhắm mắt á. Trò này sẽ đỉnh lắm cho xem. Tiếng gì vậy ta? Chỉ là hình dáng của mình thôi mà. Trời ơi, trời ơi, trời đất ơi. À, tìm được rồi. Tớ yêu cậu lắm, cậu chất quá à. Nào alien, tụi mình phải selfie mới được. Khoan đã, đùa mình hay gì? Là trang điểm thôi sao? Ừ, tìm bạn hết mình, bạn lừa mình hết hồn luôn. Chà, đến lúc tẩy trang rồi đấy nhở. Chỉ cần chùi sạch sơn xanh lá và đen thôi. Lau ủ một cái là hết đấy mà. Tớ biết mà, ai ngờ được cậu ấy lại nói thế cơ chứ. Mượn nhé, lấy được rồi. Đừng lại gần. Tụi mình gặp rắc rối rồi. Đủ rồi đấy, cô đã bảo không được chạy trong sảnh mà. Tôi sẽ mời phụ huynh của hai em lên uống trà. Khổ ghê, xin lỗi vì làm cậu gặp họa nhá. Mà đợi đã, tôi có ý này hay lắm. Đến lúc thực hiện một màn tân trang nhan sắc mới rồi. Đầu tiên tớ sẽ trang điểm ở khu vực này. Đây là keo pha nước, tí nữa sẽ khô lại. Thêm một chút ở chỗ này nữa nè, nhớ kéo giãn ra một tẹo nhá. Rồi khi kéo khô, mặt tớ sẽ nhăn nheo lại. Không thể quên phần mũi và miệng nha. Nhớ phết cả bên này luôn nhá, phồng má lên nè. Thế là xong rồi, giờ tập trung vào mí mắt nhá. Nhìn tớ giả đi nhiều chưa này, nhưng môi tớ còn căng mọng lắm, phải phết thêm nữa này. Tiếp theo là lông mày, tớ sẽ trải chút keo nữa để biến thành màu xám. Cả lông mi nữa nha. Giờ tán keo ra nè bà con. Bước cuối đây, một bộ tóc giả bà già. Bạn mình thấy sao? Tớ trông giống má mỉ hay là bà ngoại đáng yêu? Em chào cô hiệu trưởng, đây là bà yêu của em ạ. À rồi, bà ngồi đi ạ. Bà ngoại ngồi đây nha. Còn phắn đi đây. Bà là bà ngoại em ấy sao? Cô gửi thư mời cho tôi à? À vâng, chà, bà biết sao không? Con bé cứ chạy nhảy ở hành lang ạ. Tôi hiểu rồi, cứ để đó thôi. Tôi bảo con bé tôn trọng luật lệ trường. Thành công mỹ mãn rồi, cô tin quá trời. Tuyệt, cảm ơn gái, cậu đúng là cô bạn tốt nhất quả đất. Đến lúc lột khuôn mặt nhăn nheo ra rồi. Xem kìa, chóc dài nhanh thế. Ủa, khoản đã. Này, hai em tưởng làm thế là hay à? Chạy lẹ đi. Chào ông bạn, trận hôm nọ cháy thật đấy. Chưa gì nữa, tớ thích chơi một đấu một lắm. Trả bóng này, chơi lại lần nữa nào. Ồ, bóng rổ à? Vui thế, cho tớ chơi với nhá. Mơ đi, ai chơi với con gái? Ủa, gì vậy trời? Tớ tưởng hai cậu thích bóng rổ. Thỉnh thoảng tụi con trai cứ như bị hâm ấy. Chờ chút, nếu như mình... Trước hết là tháo sạch trang sức ra nhá. Ổn áp, đến lúc tẩy sạch lớp make up của mình rồi. Nhớ tháo cả mi giả nữa đấy. Tạm biệt Kim Tuyến nhé. Mình thích khuôn mặt sạch sẽ sau khi tẩy trang quá à. Trở về với khuôn mặt mộc rồi, giờ sẵn sàng cho diện mạo mới nào. Tôi sẽ bắt đầu bằng bước làm lông mày sẫm hơn. Sau đó là tạo hình để chúng dày và rậm rạp một chút. Đến lúc thêm vài đường tạo khối rồi, tớ thường làm thế này nè. Tiếp theo là tán màu da đó cả nhà. Và giờ mí mắt sẽ hơi nhồn nhột. Thêm một chút kem nền nữa này. Và tớ sẽ cần một chút màu đen như vậy. Một tẹo thôi để chấm lên chỗ mài tóc á. Tớ muốn râu ria hơi lởm chởm như con trai. Vẽ đầy phần quai hàm và cằm nha. Đấy, xong rồi, chỉ cần một bước nữa thôi. Mũ sẽ che mái tóc dài của mình. Mọi người thấy sao nào? Liệu mấy tên ấy có tin không? Trông tớ cũng giống đàn ông chứ bộ. Có lẽ đây chính là màn biến hình đỉnh nhất của mị rồi. Mấy cậu ta sẽ phải cho mình chơi chung. Trời ạ, quả bóng này xì rồi. Này ông bạn, trời tí không? Đỉnh đó ông ơi.
Thế thì trò này có đỉnh không? Tớ không phải đàn ông nhá. Đáng ra cậu nên cho tớ chơi cùng chứ. Chuẩn. Rồi rồi, cậu nói đúng. Chơi nào. Bạn có thích video này không? Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video vui nhộn nào nhé.